và xem cái giống mãng cọc sim ghép. Mãng cọc sim được ghép trên gốc bình bát, và ưu điểm của gốc bình bát là nó chịu nước và cái gốc nó có sức sống khá mạnh. Và cây mãng cầu sim này thì thích hợp với các vùng đất ngập nước, các vùng đất ẩm. Và ưu điểm nữa là nó sẽ ăn bền hơn và cây sẽ mạnh hơn so với cây mãng cầu ươm hạt. Và chúng tôi có cung cấp sỉ cho các đại lý cây giống. Ngoài mãng cầu thì chúng tôi còn có nhiều loại cây ăn quả khác, lên đến 5 đến 60 loại, hầu hết là cây giống của miền Nam. Và các bạn cần mua thì hãy gọi tới số điện thoại 0356 135 729. Chúng tôi có giao hàng theo quốc lộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.